Xoay chuyển trong một năm là cảm hứng sáng tác muôn đời của các thi sĩ, đặc biệt là mùa thu. Từ Chừng Thơ Thu của Nguyễn Khuyến, đến Đây Mùa Thu Tới của Xuân Diệu, hay Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Tuy cùng viết về mùa lá bay, nhưng mỗi một thi sĩ đều có cách nhìn khác nhau. Và kể cả trong một thi nhân, người ấy lại có thể nhìn mùa thu qua nhiều lăng kính. Tiêu biểu là Xuân Diệu, nếu Đây Mùa Thu Tới mang vẻ đượm buồn, thì Thơ Duyên lại có một lối nói riêng, đầy thi vị, tứ thơ mới mẻ, cảm nhận tinh tế nhẹ nhàng cái hồn thu của đất trời, quê hương xứ sở. Thơ Duyên là một bài thơ thu độc đáo, nhận diện cảnh thu, tình thu, thông qua tâm hồn thơ mộng của một chàng trai đa tình và tài hoa lãng mạn. Trước khi đi đến với phần phân tích tác phẩm, chúng mình có đưa ra một số mục tiêu cho bài phân tích ngày hôm nay. Đầu tiên, thông qua bài phân tích, chúng ta phải nắm được một số thông tin cơ bản về nhà thơ Xuân Diệu cũng như phong cách sáng tác của ông. Bên cạnh đó, phải phân tích được các nét đặc sắc trong nội dung và các bút pháp nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm Thơ Duyên. Bốn cuộc bài tìm hiểu ngày hôm nay được chúng mình chia ra làm bốn phần chính. Phần đầu tiên là phần tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm, phần thứ hai là phân tích thơ, phần thứ ba là so sánh, và phần cuối cùng là phần tổng kết. Chúng ta cùng nhau đi đến với phần đầu tiên là phần tìm hiểu chung và đôi nét về tác giả Xuân Diệu. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả Xuân Diệu. Tác giả Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu. Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 và mất ngày 18 tháng 12 năm 1985. Ngoài bút danh là Xuân Diệu, ông còn được biết đến với một bút danh khác là Trảo Nha. Trảo Nha là tên một ngôi làng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và cũng là quê gốc của nhà thơ. Xuân Diệu được coi là nhà thơ tình số 1 của văn học Việt Nam hiện đại, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ mới và ông cũng là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Ông nổi tiếng với tập Thơ Thơ và Gửi Hương Cho Gió. Những tác phẩm được yêu thích nhất của Xuân Diệu phải kể đến là thơ tình làm trong khoảng những năm 1936-1944. Chúng thể hiện một triết lý bi quan, tuyệt vọng về tình ái, nhưng lại có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi lại hừng hực sức sống. Nhận xét về Xuân Diệu, Hoài Thanh, Hoài Chân đã viết trong cuốn Thi Nhân Việt Nam rằng Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới, nên chỉ những người còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu, mà đã thích thì phải mê. Xuân Diệu không như Huy Cận, vừa bước vào làng thơ đã được người ta dành ngay cho chỗ ngồi yên ổn. Xuân Diệu đến giữa chúng ta tới nay đã ngót 5 năm, mà những tiếng khen chê chưa ngớt. Người khen, khen hết sức, người chê, chê không tiếc lời. Để nhận xét về phong cách sáng tác thơ của Xuân Diệu, chúng ta phải thấy được rằng thơ Xuân Diệu là sự kết hợp của hai trạng thái trái ngược nhau, sự sôi sục tràn đầy và cả sự tinh tế duyên dáng. Giống như Hoài Thanh đã viết rằng, thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống giàu dạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình, khi vui cũng như khi buồn, người đều đồng hành tha thiết. Hay như Trần Đăng Khoa đã viết trong chân dung và đối thoại rằng, thơ ông tài hoa, tinh tế và sang trọng. Ngoài các tác phẩm thơ sôi nổi và cuồng nhiệt như Vội Vàng, Xa Cách hay Dục Dã, thì trạng thái tinh tế và duyên dáng của Xuân Diệu sẽ được biểu hiện trong Thơ Duyên, tất cả tạo nên một tác phẩm nhẹ nhàng. Thơ Duyên êm dịu như bản tình ca của đôi lứa thở đầu bén duyên với nhau, nhẹ nhàng và đầm thắm, e ấp và dịu dàng. Thơ Duyên có lẽ là một bài thơ khoác vẻ ngoài ít chất Xuân Diệu nhất, nhưng kỳ thực lại vì điều đó mà thu hút nhiều độc giả. Trước khi vào phần phân tích tác phẩm Thơ Duyên, chúng ta cần phải tìm hiểu một số thông tin chung về tác phẩm. Thơ Duyên được sáng tác năm nhà thơ chỉ mới 16 tuổi, được trích trong tập Thơ Thơ và được viết với thể thơ 7 chữ kiểu mới rất đặc trưng của Xuân Diệu. Với ý nghĩa nhan đề, Thơ Duyên, duyên chứ không phải là tình, duyên là nguyên cớ, là nguyên do dẫn mối quan hệ. Duyên là ngẫu nhiên, là vô tình mà dẫn đến sự gắn bó trong tình yêu. Chính vì thế, nó khiến cho tình yêu ngày càng trở nên thú vị. Trong bài thơ Duyên, cảm hứng của tác giả có thể bắt nguồn từ tình yêu, nhưng nó chỉ là điểm nhìn để từ đó phát hiện ra bao mối tơ duyên hòa hợp, phát hiện ra thế giới của hòa điệu và giao cảm, sự hòa điệu của thiên nhiên và sự giao cảm của con người. Thơ Duyên chứ không phải là thơ tình, bởi bài thơ không đơn thuần chỉ nói về tình yêu lứa đôi. Cái duyên mà tác giả nói tới có ý nghĩa rộng hơn, đó là cái duyên của thiên nhiên với thiên nhiên, của thiên nhiên với con người và của con người với con người. Vậy mà rất nhiều người vẫn đồng nhất thơ duyên với thơ tình. Thực ra, duyên phải được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm cả tình trong đó. Duyên trong thơ của Hồ Xuân Hương, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Hay trong thơ của Nguyễn Khuyến,
kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời, khóc dương khuê, hoặc chữ duyên đã xuất hiện trong thơ cổ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, thì khái niệm duyên đã được mở rộng cho nhiều cuộc tao ngộ sau tương phùng. Về phần bố cục thì tác phẩm được chia làm hai phần, phần đầu có ba khổ, phần sau là hai khổ. Phần đầu của mỗi khổ là một bức tranh thiên nhiên, sau đó là những chuyển biến thầm kín bên trong nhân vật trữ tình. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần 2, phần phân tích bài thơ Duyên. Thơ Duyên là khúc hát say mê, nhạy cảm với cuộc đời. Chữ Duyên là sự giao cảm, hòa nhịp với thiên nhiên, đất trời, với con người và cuộc sống. Vốn là một con người dễ rung động trước cái đẹp, lại là người đa sầu đa cảm, nên nhà thơ lại càng trân trọng hơn sự chuyển động của thời gian. Và cụ thể, ở thơ Duyên là sự chuyển giao giữa hạ sang thu. Không chỉ đến với bài thơ này thì Thi Sĩ mới viết về mùa thu, và trong tập thơ thơ, độc giả cũng đã bắt gặp nàng thơ với sự ngẩn ngơ, u sầu trong đây mùa thu tới. Còn thơ Duyên lại bắt đầu với những hình ảnh trong sáng và nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ cùng đến với phần A, từ thiên nhiên giao hòa đến mối duyên nảy sinh trong hồn người. Khổ thơ thứ nhất là một bức tranh thiên nhiên giao hòa. Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim chuyền, đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền. Khổ thơ thứ nhất thể hiện không gian vừa thực lại vừa ảo. Chiều thì chiều mộng, nhánh cây lại thành nhánh duyên, đó là cái nhìn kỳ ảo hóa những gì có thật. Dưới lăng kính của chữ tình, bức tranh mùa thu hiện lên như một vườn tình ái đầy sống động. Không gian, thời gian trở thành địa điểm hẹn hò tình tự. Nhìn tổng thể cảnh vật mùa thu qua khổ một có thể thấy đây là một bức tranh sinh động và nên thơ, với không gian là buổi chiều mộng, lãng mạn, êm ái, cùng hòa vào đó là thơ trên nhánh duyên gợi nên khung cảnh trữ tình. Vạn vật dường như cũng vui mừng, cũng hò reo khi thu về có cặp chim chuyền đang ríu rít trên cây me. Cặp chim chuyền không phải từ lấy nhưng vẫn gợi nên sự phối âm, gợi hình ảnh, và đây là một tín hiệu vui. Kết hợp lại, nó tạo ra nhạc tính cho thơ. Động từ ríu rít lột tả được sự phấn khởi, vui vẻ khi chúng liên tiếp chuyện trò với nhau. Hình ảnh cây me cũng gợi nhớ lại Hà Nội xưa cũ, một phần của quê hương xứ sở. Màu sắc gợi lên cảm giác trong xanh, cùng với động từ đổ tạo cảm giác dứt khoát, lan tràn. Bấy giờ, không gian không chỉ nhuốm màu xanh mà còn tươi vui, rộn rã với động tiếng huyền. Cụm từ thu đến như một tiếng reo vui, phấn khích cho mơ ước bấy lâu giờ đã thành hiện thực. Ta thấy được lời tình tự ríu rít trở thành tiếng lòng của đôi lứa, nó trở thành một cuộc hòa thơ. Với bút pháp miêu tả như thâu tóm được trong sắc xanh ngọc, một sức sống lan chuyển trong từng ánh màu, như đặc tả những xúc cảm trong tâm hồn yêu đương, Xuân Diệu đã lạ hóa những cảm nhận quen thuộc về mùa thu của thơ cũ, mang niềm vui từ trời đất dâng trào trong sự tương giao giữa vạn vật, thay thế cho sự chia ly, cách trở, tàn héo, buồn thương mà thơ cũ thường gợi đến. Như vậy, cái đẹp ở đây không phải ở từng chi tiết, từng hình ảnh riêng rẽ, mà chủ yếu ở sự hòa hợp, tương ứng, tương giao của chúng. Nếu như đối với khổ thơ đầu, tác giả đã vẽ lên bức tranh thiên nhiên, thì khổ thứ hai, nhà thơ đã tinh ý lồng vào đó chút tình cảm riêng tư. Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lã lã cành hoang, nắng trở chiều, buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Cái nhìn của thi nhân chuyển từ cây me sang con đường, chuyển từ nơi yêu đương của sự vật sang chúng hò hẹn của con người. Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, lã lã cành hoang, nắng trở chiều, một con đường xinh xắn, duyên dáng với những nét tình tứ. Các động thái ở đây đều là những biến thái tinh vi của cảm xúc luyến ái. Thi sĩ liên tiếp sử dụng từ lấy hoàn toàn như nhỏ nhỏ, xiêu xiêu, lã lã, gợi sự đáng yêu trên nền nắng chiều.
nhỏ nhỏ gợi lên sự xinh xắn, đáng yêu, nhưng siêu siêu lại gợi sự si mê, say đắm. Gió thì siêu siêu như cây dáng của chàng Kim Trọng trong buổi tình tự với Thúy Kiều. Sóng tình dường đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi. Lả lả gợi tới sự mơn trớn vút ve, cành hoang như lả mình vào nắng. Trong khi nắng ý tứ né mình gượng tránh, nhưng muốn đón nhận cử chỉ lả lơi mà thi sĩ diễn tả bằng cái điệu yêu kiều. Nắng trở chiều, điều ấy vừa tả sắc nắng mang trong đó cái bóng di chuyển của thời gian, vừa thể hiện cái tình tứ và đoan trang của nắng. Tất cả tạo nên một không gian nên thơ, tĩnh lặng, một không gian để con người ta có thể tâm tình, nói ra hết những lời trong lòng. Động từ trở đề sức gợi, mang cảm giác chuyển mình. Nếu từ chiều ở khổ một mang nét huyền huyền ảo ảo, thì ở khổ thơ này, từ chiều lại mang nét mạnh mẽ, có vẻ lại đậm nắng hơn. Trong cái sắc hương của đất trời khi sang thu, thi sĩ nhớ lại lần đầu rung động của mình. Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Đây chính là nhịp đập đầu tiên, nhịp đập non trẻ nhất, hồn nhiên nhất trong tình yêu của chàng trai trẻ trước người bạn gái. Buổi ấy là cái buổi chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, là cái buổi mà lòng ta nghe ý bạn, tâm hồn ta, trái tim ta đã nghe hết, đã hiểu hết những cái tâm tư, suy nghĩ của bạn. Đây mới chính là hòa thơ, hai tâm hồn, hai trái tim cùng hòa làm một. Lần đầu rung động nỗi thương yêu, đôi trẻ dường như đã yêu nhau, thương nhau và hiểu nhau. Thêm một động từ nữa cũng kích thích trí tò mò của độc giả không kém là nghe. Nghe ở nghĩa tường minh, tức là sử dụng thính giác để lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Nhưng ở nhân vật ta, hành động nghe lại chỉ ra được tâm ý, sự thầm thương, sự phải lòng cố nhân. Cách xưng hô ta, bạn là cách xưng hô với những mối quan hệ vừa quen biết, chưa có nhiều thân thiết và chưa có nhiều gắn kết. Đó là cách dùng từ vô cùng đặc sắc của Xuân Diệu. Để nhận xét về khổ hai, ta thấy rằng tất cả vạn vật cứ cuốn quýt, quyến luyến nhau khiến cho con đường hiện ra là con đường để ngỏ, mời mọc những bước chân đôi lứa. Lạc vào vương quốc của yêu đương, chàng thiếu niên nhận ra một biến đổi kỳ diệu vừa lóe lên trong lòng mình. Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, lần đầu rung động nỗi thương yêu. Có một ranh giới mơ hồ mà rõ rệt xăng qua hai mốc thời gian, buổi ấy và lần đầu, đánh dấu một dấu ấn đột biến trong tâm hồn. Nếu như ở hai khổ thơ đầu tiên chỉ là mối duyên giao hòa giữa đất trời, thì ở khổ thơ thứ ba, chúng ta đã nhìn thấy mối duyên chớm nở giữa anh và em. Em bước điềm nhiên không vướng chân, anh đi lững đững chẳng theo gần. Vô tâm nhưng giữa bài thơ diệu, anh với em như một cặp vần. Mối duyên tình chớm nở, trỗi dậy. Tại khổ thơ này có sự thay đổi về đại từ xưng hô, từ ta, bạn, thành anh, em. Sự biến đổi này đánh dấu những cảm xúc được đẩy lên cao trào, trở nên mãnh liệt hơn. Cặp đôi không còn vô tâm, hời hợt như trước đó. Ngoài ra, để khẳng định sự gắn bó bền chặt, tác giả không sử dụng đôi ta như nhiều bài ca dao khác, vốn thể hiện sự đã an bài. Ở đây đại từ xưng hô anh và em cho chúng ta thấy rằng cặp đôi là hai cá thể tách biệt nhau, tiềm ẩn nhiều khả năng thành đôi, thành cặp và cần một chữ duyên để hoàn thiện thành một cặp đôi. Từ vô tâm đã hóa thành hữu ý, tưởng như xa nhưng lại thật gần. Trước đó em còn điềm nhiên, nghĩa là em dửng dưng, chẳng bận lòng. Còn anh lại lững đững chẳng theo gần. Tại đây từ lấy lững đững được sử dụng vô cùng tinh tế, gợi lên những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy bâng khuâng, mang theo một chút mơ hồ, hờ hững. Nhưng họ đã đến bên nhau với mối liên kết kỳ diệu, cùng nhau bước vào chiều mộng, đi giữa một cuộc hòa thơ của đất trời bao la. Ở đây xuất hiện một nét ẩn dụ độc đáo của ông hoàng thơ tình, đó là ví trời đất như một bài thơ ca. Không chỉ trong thơ duyên, mà ở một tác phẩm khác,
Xuân Diệu cũng đã từng viết thiên nhiên xung quanh qua phép ẩn dụ đầy tinh tế, như chúng tôi ngồi giữa một bài thơ mênh mông như vũ trụ. Từ đó, người đọc như chúng ta có thể thấy cách tác giả ví von cặp đôi như một cặp vần gợi ra rất nhiều ẩn ý. Đây là một sự sáng tạo, vừa độc đáo lại vừa lém lĩnh. Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, từ dân gian qua trung đại rồi đến hiện đại, những biểu tượng về cặp đôi đã được tạo ra nhiều không kể xiết. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cặp đôi được mang hình tượng như cặp vần. Đang ở cuộc hòa thơ thì còn gì thi vị hơn khi ví anh với em như một cặp vần. Trong thi ca, vần tạo nên nhạc điệu. Chúng vốn là những đơn vị từ ngữ chẳng có liên lạc gì với nhau, nhưng nếu đặt cạnh nhau, sự phối hợp âm thanh lại tạo nên sức ngân vang của ý nghĩa. Cũng giống như anh với em, vốn là người xa lạ, những cá thể tách biệt trong cuộc sống, nhưng giữa bối cảnh trời thu đã trở nên thân thiết, không thể rời nhau, không thể xa nhau. Vậy là trời đất đã hoàn thành việc xe duyên, tờ duyên đã thành công của hai kẻ xa lạ, vào thành một cặp vần. Trước sự dịu dàng của thiên nhiên, lần theo ngòi bút của Xuân Diệu, mọi thứ trở nên tinh tế và đẹp đẽ. Những điều mà chúng ta thấy ở đây cũng chỉ là tâm lý của người đang yêu, kẻ đang chìm trong mộng tình. Em bước trước và anh từ tốn theo sau. Cả hai tuy cố làm ra vẻ vô tâm, nhưng thực chất là muốn gây chú ý với đối phương. Câu thơ cuối khổ như đã giải thích rõ được mọi thứ, rằng anh, em với cặp vần là một hình ảnh đối vô cùng đẹp đẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần B. Từ thiên nhiên lạnh lẽo cô liêu đến khát khao được gắn kết, hòa hợp. Chúng ta sẽ đến với khổ 4, nói về bức tranh thiên nhiên lạnh lẽo và cô liêu. Mây biết về đâu bay gấp gấp, con cò trên ruộng cánh phân vân, chim nghe trời rộng dang thêm cánh, hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần. Khổ thơ 4 mang trong mình một nét trầm buồn, đối lập hoàn toàn so với ba khổ thơ trên. Những xúc tác say đắm của hơi men tình yêu được nhắc đến trước đó đã hóa thành hư vô. Giờ đây cái lạnh lẽo cô tịch của đất trời được tác giả chạm khắc càng thôi thúc cho khát vọng hòa hợp lứa đôi được gắn kết mãnh liệt hơn bao giờ. Ta nhận thấy được những hình ảnh thơ được thay thế liên tục, từ thiên nhiên gợi tình sang thiên nhiên gợi buồn, từ niềm rạo rực đắm say sang nỗi điều hiu quạnh vắng, từ thiên nhiên của những cặp đôi sang thiên nhiên của sự ly tán chia rời, từ chiều mộng sang chiều thưa. Ở đây, mây biết về đâu bay gấp gấp như tỏ vẻ hối hả, gấp gáp, trong khi đó cánh cò trên ruộng thì lại phân vân, nửa muốn bay, nửa muốn nghỉ cánh. Đó là sự mâu thuẫn của thiên nhiên đất trời, hay thực chất là mâu thuẫn trong tâm trí của kẻ si tình. Những hình ảnh mây biết con cò ấy lại gợi cho độc giả nhớ về hình ảnh con cò trong tác phẩm Chiều hôm nhớ nhà của bà Huyện Thanh Quang. Nhà văn Hoài Thanh cũng đã từng có nhận xét khi đặt hai hình ảnh thú vị này bên cạnh nhau. Từ con cò của Vương Bột lặng lẽ bay với ráng chiều, đến con cò của Xuân Diệu không bay mà cánh phân vân, có sự cách biệt của hơn 1.000 năm và của hai thế giới. Hình ảnh cánh cò là ẩn dụ cho một con người say tình, đang muốn bay gấp tới nhưng lại rụt rè, thậm chí có phần lo lắng, do dự. Dần dần, cái buồn ấy khoét sâu vào tâm trạng của thi nhân, để lại một nỗi trống trải, lẻ loi, đầy tội nghiệp. Câu thơ "Chim nghe trời rộng dang thêm cánh" là cách chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác. Ngoài ra, điều khiến cho câu thơ thu hút độc giả còn nằm ở vần điệu và cách ngắt chữ cực kỳ độc đáo, được chia làm ba nhịp, gợi cho chúng ta một cảm giác buồn thương vì ánh ngày sắp hết. Cách nhà thơ sử dụng cái hữu hạn là cánh chim để miêu tả cái vô hạn là bầu trời là một thủ pháp hay và ý vị. Người đọc dễ dàng hình dung được một cánh chim không mỏi bay miệt mài trên nền xanh của bầu trời. Ngoài ra, phải là chiều thưa mới thấp thoáng được một nỗi buồn của Xuân Diệu. Với chiều thưa, mật độ của niềm vui sống mới nhạt nhòa, thưa vắng dần đi đến mức nó có thể cảm nhận được bằng thị giác. Trong khoảnh khắc chứa đầy những ngôn từ lãng mạn của tình yêu, Xuân Diệu đã đưa thêm một lý do để hợp thành sự hoàn hảo mà trời đất muốn xe kết cho lứa đôi. Thiên nhiên lãng mạn của những cặp đôi đã nhường chỗ cho thiên nhiên của sự ly tán chia rời. Tác giả không nhắc đến cái lạnh lẽo, lẻ loi để con người ta cảm thấy buồn bã, mà chính những nỗi bất hạnh ấy mới là lý do để tơ duyên nên được hình thành, kéo con người thoát khỏi sự cô đơn, chóng vắng. Chúng ta sẽ đến với khổ thơ cuối cùng,
Khổ thơ thứ 5 nói về khát khao được gắn kết giao hòa giữa hai nhân vật là anh và em. Ai hay tuy lặng bước thu êm, tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm, trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy, lòng anh thôi đã cưới lòng em. Thơ duyên là sự giao duyên của đất trời với cỏ cây, của chim muôn ríu rít trên cành, của con đường nhỏ với gió xiêu xiêu, và của lòng em với lòng anh. Khổ thơ cuối như là những dòng hồi tưởng của tác giả về mối tình đầu của mình, những rung động đầu đời được lồng ghép trong khung cảnh của thiên nhiên. Nhân hóa bước thu êm gợi những chuyển động thông thả, nhẹ nhàng và dịu dàng của nàng thu. Cặp quan hệ từ tuy nhưng được sử dụng để đẩy nhanh mạch triết luận, đào sâu vào các tầng nghĩa chữ duyên. Sự biến hóa của đại từ anh, từ anh đi lững đững chẳng theo gần, đến lòng anh thôi đã cưới lòng em, đã có sự chuyển biến quan trọng. Nếu lúc trước anh chỉ là một nét trong bức tranh tổng thể của mùa thu, thì nay anh đã trở thành chủ thể của toàn bộ bức tranh, song hành cùng với mùa thu. Sự phát triển tất yếu từ anh với em như một cặp vần đã trở thành lòng anh thôi đã cưới lòng em. Chữ thôi biểu thị một thái độ chấp nhận, không thể cưỡng lại, không có cách nào phủ nhận rằng lòng của anh và của em đã về bên cạnh nhau. Cưới lòng là một ẩn dụ, một cuộc đến nước ngầm giữa hai tâm hồn của đôi lứa. Câu thơ mang sự e ấp dày dặn của đôi uyên ương tình vừa chớm nở, nó diễn tả được trạng thái tế nhị, tình trong như đã mặt ngoài còn e, chuyện kiều chuyện du. Không phải là cưới nhau mà chỉ là cưới lòng nhau, tức là chỉ mới hiểu nhau, gắn bó với nhau. Khoảnh khắc anh và em tìm thấy ở mảnh ghép cuộc đời mình, một khoảnh khắc dịu nhẹ mà đắm say của thuở ban đầu, khiến cho người ta cảm thấy bồi hồi mà tổn thức. Ai có ngờ đâu, trong một buổi chiều thu êm ả và nhẹ nhàng, những tưởng chẳng có bất cứ thứ gì có thể làm cho anh bồi hồi và xao xuyến, thế mà chẳng cần mối mai đưa lối, lòng anh lại gắn kết với lòng em tự nhiên như thế. Duyên có phải là như vậy hay chăng? Ở khổ thơ cuối cùng, Xuân Diệu đã phát biểu một quan niệm nhân sinh, một sự giải thích rằng tình yêu không chỉ cần một sự mai mối nghi thức nào cả, mà tình yêu bởi xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt, từ chữ duyên. Chữ duyên của thiên nhiên không cần phải lý giải, cái duyên của con người do thiên nhiên xui khiến. Chính vì thế mà lòng anh và lòng em đã gắn kết với nhau như một quy luật rất tự nhiên. Trong quá trình tìm hiểu tác phẩm, chúng mình đã tìm thấy được những điểm giống nhau và khác nhau giữa thơ duyên với các bài thơ khác của Xuân Diệu. Ở đây, chúng mình sẽ so sánh hai tác phẩm thơ duyên và đây mùa thu tới để thấy được sự đa dạng về màu sắc và cá tính của ông. Ở thơ duyên, nhà thơ bộc lộ những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên và lòng người trong buổi ấy, một buổi chiều thu. Còn ở tác phẩm đây mùa thu tới, nhà thơ lại bộc lộ những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên nhưng trong thời điểm giao mùa, tức là lúc mùa thu tới. Ở thơ duyên, chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên, cây me ríu rít cặp chim chuyền, đổ trời xanh ngọc qua muôn lá, thu đến nơi nơi động tiếng huyền. Thế giới thơ của thơ duyên, cảnh và người được nhìn bằng một tâm hồn rất trẻ, bằng trái tim lần đầu biết yêu. Với nhãn quan ấy, nhìn ra thế giới, đâu đâu Xuân Diệu cũng thấy được sự náo nức của khao khát được giao duyên. Còn ở đây mùa thu tới, rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Cảnh thu trong bài mang nhiều nét buồn, thể hiện tâm trạng buồn bã, cô đơn của con người trước sự đổi thay của đất trời. Cuối cùng, ở thơ duyên, thiên nhiên và con người được hiện lên qua hình ảnh về sự giao hòa giữa thiên nhiên với thiên nhiên, giữa thiên nhiên với con người và giữa con người với con người. Tất cả hòa quyện với nhau như một cặp đôi, cặp vật. Còn ở đây mùa thu tới, thiên nhiên và con người lại được cảm nhận bằng thị giác, xúc giác và thính giác. Như vậy, cùng viết về mùa thu, nhưng thơ duyên và đây mùa thu tới lại trong hai dòng tâm trạng khác nhau. Một tràn trề nhựa sóng, một lại mang màu buồn thương, ly biệt. Tuy nhiên, cả hai bài thơ đều cho ta thấy được sự tinh tế trong cảm nhận của Xuân Diệu với thiên nhiên đất trời. Ta thấy, ở Xuân Diệu không phải chỉ có cái khát khao giao cảm như trong Vội vàng, Dục dã, mà còn có năng lực giao cảm kỳ diệu với thế giới xung quanh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến với phần cuối cùng của bài tìm hiểu ngày hôm nay. Đó là phần 4, phần tổng kết.
Đánh giá về mặt nội dung, ta có thể thấy tác phẩm Thơ Duyên đã thành công khắc họa nên bức tranh thiên nhiên với nhiều hình ảnh, nhiều sắc thái đặc trưng của mùa thu. Có thể nói, Thơ Duyên được kết tinh từ ngòi bút giàu nhiệt huyết và tình yêu sôi nổi của một con người luôn biết trân quý, nắm bắt thời gian như Xuân Diệu. Tác giả đã viết nên sự rung động đầu đời của mình, sự giao cảm, kết nối giữa những con người tưởng chừng xa lạ, nhưng lại là cái duyên đã được sắp đặt sẵn. Tình duyên dường như đã nảy nở trong tình thu. Về nghệ thuật, các từ lấy, phép nhân hóa, các từ ngữ đặc sắc và một nét khá đặc biệt là cách nhắc câu đã được sử dụng trong tác phẩm. Khác hẳn với thể thơ bảy chữ thông thường, với Thơ Duyên, hai dòng thơ sẽ tạo thành một câu. Đây là một nét lạ và sáng tạo của Xuân Diệu. Bài thơ Thơ Duyên không chỉ xuất sắc về nội dung mà ở khía cạnh hình thức, bài thơ cũng đã làm rất tròn vai của mình. Nhà thơ còn thể hiện được sức sống tiềm tàng mãnh liệt của hồn thơ Xuân Diệu, sức sống từ những phút giây cử động nảy mầm. Để giúp các bạn dễ dàng trong việc củng cố lại kiến thức thì chúng mình có một sơ đồ tư duy tổng kết lại toàn bộ nội dung của tác phẩm Thơ Duyên. Xin mời thầy và các bạn cùng xem. Phần tìm hiểu tác phẩm Thơ Duyên của nhóm 2 đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong các sản phẩm kỳ sau.